Hello xin mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. G Grady. Mấy bữa nay mình không ra video bởi vì mình quá là ghiền cái trò này các bạn à. Mấy bữa nay là mình chơi trò này ngày đêm suốt sáng luôn các bạn. Có nghe là một ngày 24 tiếng thì mình đã chơi 4 tiếng nha các bạn nha. Để giỡn thôi chứ một ngày 24 tiếng là ít nhất là mình phải chơi 8 tiếng cái trò này nha các bạn. Bởi vì mình cực kỳ thích cái trò này luôn. Trò này được mệnh danh là GTA 6 bên trong Roblox nha các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi cái trò này. Và hôm nay chúng mình sẽ có một thử thách, đó chính là làm cảnh sát cho các bạn nha. Đó. Ô, có ai cảnh sát đằng sau đang bắt cướp rồi các bạn ơi. Anh có cần em hỗ trợ không anh? Anh ơi, cần em hỗ trợ bắt cướp không anh? Nè nè, anh đang cầm súng điện anh giật thằng này nè các bạn ơi. Nhưng mà có vẻ như thằng này nó không phải là người xấu cho nên nó không có bị giật điện được các bạn à. Ờ, anh đang tính còng tay mình hay gì nè. Anh ơi, đừng còng em nha. Em là người tốt, đừng còng em nha anh. Ok các bạn, vừa ngày hôm nay thì mình sẽ với các bạn đi làm cảnh sát nha. Nhớ cho video này một nút like để ủng hộ cho mình nhé. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha các bạn nha. Rồi, bạn nào mà có nhu cầu mua Robux giá rẻ thì cứ lên ngay ggrayroblox.com. Bây giờ chúng ta bắt đầu video thôi. Trong game này mới vô các bạn sẽ được nhận một chiếc xe như mình nè. Đó, miễn phí nha các bạn. Ngoan, tránh được ơi. Cái đường tôi đi coi, ngoại nè anh, khởi động máy. À, bây giờ á, trong mấy game này á là các bạn phải tuân thủ luật giao thông nha. Khi mà các bạn đi tới đèn đỏ là phải dừng lại. Nào dừng lại. Nếu như mà không dừng lại sẽ bị mất tiền. Để bây giờ mình sẽ làm thử nghiệm cho các bạn coi, mình đi qua đây nè. Nó sẽ chụp hình mình cái. Đó, thấy không? Mình đã bị phạt 100 euro vì đã vượt đèn đỏ các bạn, quái chưa nó chứ. Vì làm review cho các bạn anh chị đã mất 100 euro rồi các bạn, nhớ bấm nút like cho anh chị ngay. 100 euro là mấy triệu á. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm đường tới sở cảnh sát. Ở đây Police Station, các bạn bấm chữ M để mở map nha. Ok. Rồi bây giờ thì mỗi ngày mình sẽ được nhận là 365 euro tiền tiền gọi là tiền gì ta? Tiền lương á bạn, lương làm công dân á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tới sở cảnh sát và mình sẽ nhận nhiệm vụ làm cảnh sát nha các bạn. Let's go baby. Đi nào. Xe này thì các bạn có thể mở được đèn nè. Từ từ. Mở xi nhan nè, đó, xi nhan bên phải nè. Ê, này biết đi không mày? Này biết đi không mày? Ê, biết đi không vậy? Quay mở đèn cho nó chết luôn. Có biết đi không vậy hả? Có biết đi không vậy? Wait, what the heck? Cái thằng này nó biết đi đường không vậy trời? Nó đi lộn chiều các bạn ơi. Mình phải đi đúng chiều chứ, phải mở xi nhan đừng quay mới cảnh sát bắt nha các bạn nha. Quải trưởng trong đây cảnh sát mê bắt người lắm các bạn à. Cho nên là hôm nay mình sẽ làm cảnh sát nha các bạn. Đây. Nếu như các bạn không thích làm cảnh sát á thì các bạn có thể trở thành làm ăn cướp, đi cướp ngân hàng, cướp nhà băng, cướp tiệm vàng đủ các kiểu. Nói chung là giống GTA đó các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm cảnh sát nha. Đây, vô cảnh sát các bạn à. À ok, quăng đẩy xe đâu đi. Vô. Đây, đi vô trong đây, bây giờ mình sẽ nhận nhiệm vụ làm cảnh sát, bấm chữ E lên. Đó, nó sẽ có 4 loại cảnh sát cho các bạn làm. Một là cảnh sát bình thường, 2 là cảnh sát đường phố, 3 là cảnh sát mặc thiết giáp, và 4 là cảnh sát ngầm nha các bạn nha, cảnh sát chìm á. Oh my god. Rồi bây giờ mình sẽ làm cảnh sát đây, thằng này tính làm gì đây? Mày tính bắt tao mày? Quỷ này tính bắt mình hả bạn ơi? Nghĩ khùng thì cái chứ, mình là công dân lương thiện ở đâu được bắt mình đâu. Nó bắt mình là nó bị phạt đó, nó bị trừ điểm của nó đó. Rồi hôm nay mình sẽ dạy các bạn cách làm cảnh sát làm như thế nào là tốt nhất nha. Đó, làm cảnh sát rồi nè các bạn. Mình sẽ gỡ cái mũ ra đi, mũ xấu rồi. Rồi ok các bạn ơi, vậy là mình đã trở thành cảnh sát đẹp trai của các bạn rồi đây. Thì ở bên góc trái màn hình của chúng ta là sẽ có những cái cảnh ơi. Có đứa cướp ngân hàng các bạn ơi, mình cần phải đi liền. Từ bây giờ mình cần phải vô trong lốc két này mình lấy đạn rồi mình lấy xe cái đã. Lắp đạn, gọi đi. Có đứa cướp ngân hàng rồi các bạn ơi, nó thông báo nè. No, God, please, no. The bank is being robbed, có nghĩa là ngân hàng đang bị cướp các bạn. Anh ơi, đưa xe cảnh sát cho em. Rồi, ok, đây, có xe cảnh sát rồi các bạn ơi. Let's go. Bật báo động lên. Ồ em. Ghê không, có báo động luôn nha các bạn em. Chỉ đường cho tôi tới chỗ cướp ngân hàng coi. Let's go. Nè ở trên bản đồ nó chỉ đường sẵn là các bạn đi thôi. Let's go. Bật đèn cảnh báo luôn. Đó, bật đèn cảnh báo vậy để cho người ta biết là mình đang gấp các bạn à. Đó, khi mình làm cảnh sát thì mình có thể vượt qua đèn đỏ nha các bạn nha. Bởi vì mình đang làm nhiệm vụ mà. Đây. Đứa nào cướp ngân hàng, Móc súng lên. Vô, đứa nào cướp ngân hàng vậy? Vô luôn các bạn ơi, đứa nào cướp ngân hàng kìa. Mình sẽ lấy súng điện rồi giật nó. Thằng này phải không? Thằng này từ mình phải kiểm tra thằng này tên là gì? Yuri, mình phải kiểm tra thằng Yuri này để coi là nó có phạm tội không các bạn.
Yuri đúng không? À, hình như là Yuri này nó không có phạm tội các bạn ơi. Yuki với lộn, Yuki nó không có phạm tội, mình mà bắt nó là mình sẽ bị phạt các bạn à. Phạm tội nó sẽ có cái màu đỏ đây nè các bạn ơi. Không phải thằng này phạm tội đâu, đừng có bắt nó. Mấy đứa ăn cướp nó chạy hết rồi. Trời ơi, mấy đứa cướp nó chạy nhanh quá các bạn ơi. Bây giờ thì nó có một chỗ khác đó, cửa tiệm gọi là farm nó đang bị cướp rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đó nha. Đi go. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đó nào. Đường này đúng không ta? Đúng rồi, đường này các bạn ơi. Let's go, đi theo cảnh sát. Ê, hình như cái xe màu trắng ở đằng trước là cảnh sát chìm á, nó chạy siêu xe các bạn. Wait a minute. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đó nha các bạn nha. Hồi nãy mình đã bị bắn lộn hai viên. Ây da. Mình bị bắn lộn hai viên đạn cho nên là illegal firearm nè, có nghĩa là mình đã bắn không đúng người nên bị trừ điểm uy tín của cảnh sát các bạn. Thì nếu như điểm uy tín của chúng ta càng cao thì sẽ được làm thêm nhiều chức của cảnh sát mới nha các bạn nha. Ví dụ như là cảnh sát ngầm như hồi nãy vậy đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đi từ từ. Nói chung là bây giờ mình đang không làm nhiệm vụ thì mình nghĩ là mình phải tắt cái đèn báo động này đi các bạn ơi. Đó, đang không làm nhiệm vụ thì không được bật nha các bạn, làm nhiệm vụ mới bật nha. Và ở đây chúng ta đang nhìn thấy là có một cái chỗ đang bị cướp nè. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đó để kiểm tra coi là đứa nào cướp nha, để mình chỉnh âm thanh lên cho nó cao. Đó. Ok, có tàu luôn các bạn, đẹp chưa? Thành phố này đẹp không? Và cái này có thể chơi trên điện thoại được, các bạn nhớ vô chơi với mình nha. Link game này mình để dưới phần mô tả hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Tiệm xăng này hình như là mới bị cướp nè, bây giờ mình sẽ đi vô, mình kiểm tra. Ok, bây giờ coi như là có nhiệm vụ rồi, bật đèn lên các bạn ơi. Let's go baby. Không có bật còi thôi, tại vì mình không có dí ai nên mình sẽ không bật còi nha. Khi nào mà mình phải dí một người nào đó thì mình mới bật còi, còn không thì mình đang làm nhiệm vụ bình thường thì mình sẽ bật cái đèn này để mình có thể vượt đèn đỏ không bị trừ tiền các bạn ạ. Chứ là cảnh sát mà vượt đèn đỏ nó cũng trừ điểm các bạn luôn. À, tại làm cảnh sát là phải gương mẫu các bạn. Cảnh sát mà chúng ta vượt đèn đỏ nó bắt liền, nó trừ điểm uy tín là mình bị đuổi khỏi nghề liền các bạn. Rồi, để mình vô trong đây coi coi là nó có còn tang chứng vật chứng gì không nha các bạn nha. Let's go baby. Trong đây sao rồi? Sao rồi? Ổn không? Trời ơi, cảnh hàng cướp nó cướp hết tiền rồi các bạn, không còn đồng cắt bạc rồi luôn. Ok các bạn à, thôi bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua chỗ tiếp theo nha các bạn nha. Mấy thằng cướp này nó lụm tiền ghê quá. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua chỗ tiếp theo. Ê, chỗ đá quý đang bị cướp các bạn, tiệm vàng đang bị cướp các bạn ơi. Rồi, vụ này gấp rồi, vụ này gấp rồi. Nhiệm vụ này gấp rồi các bạn ơi, gấp rồi, bật còi lên. Vụ này gấp mày phải bật còi lên, bật đèn báo hiệu luôn. Đó, đèn nguy hiểm, đừng ai đụng người tôi nha. Rồi ok các bạn ơi, nhanh tốc độ nhanh. Bật đèn lên luôn chó ngầu. Đó. Nè, tiệm vàng nó bị cướp các bạn, tiệm đá quý này bị cướp, nó cướp kim cương á. Đi lẹ, đây là mấy cái này là mấy cái bắt tốc độ của các bạn nè, nhưng mà mình đang là cảnh sát, mình bật đèn cho nên là nó sẽ không bắt mình tính tiền mình nha các bạn nha. Bởi vì cảnh sát có quyền á. Giờ mình đi tới chỗ đá quý nha các bạn. Mấy thằng cướp đang lộng hành cho nó ghê quá kìa. Ở chỗ này phải giảm tốc độ lại, chỗ này nguy hiểm lắm. Rồi đi tiếp. Hiện tại đây cái xin xác này của mình là nó khá là dởm các bạn à. Nhưng mà trong tương lai mình sẽ mua siêu xe luôn, yên tâm. Ok, vòng qua bên trái là sẽ tới tiệm vàng nha. Mình chơi nhiều và mình cũng khá nhớ đường rồi các bạn. Là mình chơi ngày chơi 8 tiếng rồi các bạn, cho nên là phải nhớ đường là chuẩn rồi. Nè, quẹo bên trái nữa nè là tới tiệm vàng à, đó. Có vụ gì đây không? Cướp đâu hết rồi. Cướp. Kia này phải cướp không vậy? Không biết nữa, bắt luôn rồi ha. Bắt luôn. Các bạn ơi, nó đang chạy về xe của nó kìa. Bắt luôn. Chết rồi, nó cố ý nó chạy mà phải bắn súng đó các bạn. Wait what? Mình giật điện nó không được hả? Xuống xe anh ơi, anh xuống xe giùm tôi coi. Phải kiểm tra coi thằng Yuki này nó có phạm luật không các bạn ơi. Yuki có. Nó có phạm luật nha các bạn nha. Xuống xe. Mình được quyền bắn rồi. Mình được quyền bắn rồi, tại vì nó phạm luật rồi các bạn ơi. Mình được quyền bắn rồi, bắn vô bánh xe nó. Mình không có cái đồ mà để ngăn chặn đá bánh xe các bạn à. Mình bắn vô bánh xe nó là mình được cộng điểm rồi, thấy không? Ok, bắn bánh xe rồi các bạn ơi, thành công rồi. Anh ơi, anh hỗ trợ tôi với cái thằng này nó đang ấy nè. Rồi bắt xe lên luôn đi. Ok, let's go. À, nãy đang tính bỏ chạy các bạn ơi. Phạm tội quả tang mà đòi chạy hả? Ok. Ủa vậy nó nhờ cái thằng kia tới chở nó đi các bạn. Wait what? Còn có vụ này nữa hả? Ê, giúp tội phạm không nội? What the heck? Ok, trong tiệm vàng có ai không? Không còn ai hết. Để mình bật đèn báo hiệu cho xe nãy dừng lại các bạn ơi. Dừng lại đi. Dừng lại, tôi cho nó vô tù coi.
phải nhắn chữ stop mới được. Stop, 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 stop. Trời ơi, không chịu dừng lại luôn các bạn. Dừng lại, tôi hồi nãy biết gì mình ngu, mình còng tay luôn đi cho rồi. Tự nhiên mình để gió lên, nó đang chi chạy. Trời ơi, mình làm cảnh sát ngu quá các bạn ơi. Giờ mình phải dí theo, mình bắt nó vô tù mới được. Dừng lại. Hả, cái xe nó lì quá, cảnh sát kêu mà nó còn bắt, nó còn chạy nữa kìa. What the hell? Dừng lại cho tôi coi, dừng lại cho tôi coi. Anh không nhận tôi bắn luôn á. Trời ơi, lì quá bạn ơi, mấy nãy lì quá rồi. Hình như là cái thằng này là bạn của nó hay gì á. Thế cho nên nó không chịu dừng xe lại cho mình bắt cái thằng kia các bạn ơi. Bật đèn báo động ơi. Mình sẽ bật đèn báo động cao cấp hơn. Cái tiếng này là bây giờ nó sẽ có tiếng khác nha các bạn nha. Dừng lại cho anh, dừng lại cho anh, dừng lại cho anh kia, cái anh kia, dừng lại cho tôi. Dừng lại liền cho tôi. Wait, what? Quá lì, không như dừng lại các bạn ơi, quá lì ơi, quá lì ơi. Mình phải chặn nó lại, không nhớ đi các bạn. Ui quá, thằng này nó lì quá bạn ơi, nó là bạn thằng kia gì vậy? Dừng lại, stop. Dừng lại. Cái xe của mình không chịu nổi cái xe tải này các bạn à. Dừng lại, anh đang hỗ trợ tội phạm nó biết không vậy? Nó lì quá các bạn ơi. Nó bắt buộc phải chở cái thằng tội phạm này về cho bằng được các bạn à. Mình không cản nổi chiếc xe của mình. Ủa đây. Ở đây có thằng ấy ngồi trên xe luôn nè. Đó, nó ngồi trên xe rồi, mình đã chặn lại rồi các bạn ơi. Vô tù nha con. Thấy anh xe giỏi chưa? Đằng sau đó thì bị kẹt bởi một gốc cây, còn đằng trước thì mình đã để chiếc xe của mình chặn lại các bạn à. Thằng này nó tính giúp bạn của nó nè, nó tính giúp tội phạm nè các bạn. Giúp cái gì mà giúp? Vô trong xe ngồi, thằng này vô trong xe ngồi. Thằng này để coi. Sorry Jay hả? Sorry đấm cho một cái bây giờ tên ông. Để mình kiểm tra coi cái thằng Silver này nó có phạm tội gì không nha. Ok, anh Silver này là ảnh đang clear, anh đang không có phạm tội nha các bạn. Anh đang là người tốt. Ok rồi, bây giờ mình sẽ chở thanh niên này về tù nè các bạn ơi. Let's go, về tù hay. Về tù đâu. Prison. Ok, đi về tù các bạn à. Nãy thanh niên kia hình như là thanh niên nó không có biết cái gì hết, cho nên là thanh niên không có dừng lại. Nhưng mà mình nghĩ khả năng cao là hắn ta biết là gì. Mình mở bật đèn báo động rất là nhiều rồi mà nó cũng không biết sao được luôn các bạn. Đi nè các bạn ơi, chở anh đi ngay về tù ơi. Ai không có trốn được đâu nha cưng. Vô tù ở 5 phút nha em. Rồi, mình đã làm nhiệm vụ khá là tốt các bạn à. Giờ mình được cộng rất là nhiều điểm kinh nghiệm luôn. Các bạn thấy mình làm nhiệm vụ sao là cứ học theo y chang nghe chưa. Nó ngồi ở trong xe, các bạn móc cái còng ra, còng tay nó luôn rồi. Nó phải thoát ra khỏi xe liền à. Chứ hồi nãy mình hơi ngu, mình lấy cây súng mình bắn các bạn. Bắn chỉ thêm tốn đạn. Rồi, cảnh sát phá luật luôn đi, bậy luôn được mà, đang gấp mà, gấp chở bệnh chở thằng này vô tù mà. Rồi, về tù rồi các bạn, nhà tù ham mực. Rồi, anh kia đâu rồi, ra đây anh ơi. Ủa anh ở đâu rồi ta? hình như là hằng ở nó thoát luôn rồi các bạn. Ok, chắc là nó bị mình bắt cái nó thoát luôn rồi các bạn ơi. Ok vậy thôi. Nó thoát rồi, nó cũng vô tù rồi, các bạn cứ yên tâm đi. Vậy là đỡ công mình phải chở nó các bạn à. Rồi ok, bây giờ tắt đèn thôi, không có làm nhiệm vụ nữa, tắt đèn. Rồi ok. U chữ H là bật chuông. Ờ ok ok. Ê vụ gì trên đây vậy? Có vụ gì à? Mấy anh em cảnh sát, có vụ gì á? Vụ gì vậy? Có vụ gì á? Có anh này làm gì đây nè? Hi again. À có vẻ là không có gì hết các bạn ơi. Ôi cái xe màu vàng kia nó có khả nghi các bạn. Cái chiếc xe màu vàng đó nó có khả nghi và cái này anh dí theo rồi các bạn ơi. Ok, mình sẽ tạm thời đứng đây canh tiệm vàng nha các bạn nha, để bảo đảm được an toàn cho cái tiệm vàng này các bạn à. Rồi bây giờ mình sẽ trực ở đây nha các bạn. Ok, có thằng này nó đang nghi, nó đang tính vô cướp tiệm vàng ở đằng trước hay gì nè. Rồi mày vô, mày vô đây, mày cướp đi. Chỉ cần mà tiệm vàng nó báo động ồ é thì là mày tới công chuyện liền. À nè, đó, thấy không, nó đang đi qua, để mình kiểm tra coi nó tên gì nha. Asius đúng không? Asius thì cái anh này hiện tại là anh không có vi phạm luật lệ gì hết các bạn, cho nên chúng ta sẽ không bắt được ảnh nha các bạn nha. Nhưng mà mình đang nghi là hắn ta đang tính chuẩn bị cướp tiệm vàng các bạn. Bây giờ mình sẽ gài thanh niên này, mình sẽ giả bộ mình bỏ đi. À, mình sẽ giả bộ mình bỏ đi, xong rồi lát nữa mình sẽ tắt đèn mình canh. Nó mà cướp tiệm vàng rồi mình nghe tiếng ồ é một cái thôi là mình lụm nó liền các bạn ơi. Ok chưa. Rồi tắt đèn đi. Ấy mình chỉ cho các bạn cách bắt cướp luôn. À, chúng ta sẽ đứng đây chúng ta canh nha. Rồi mình sẽ đứng đây mình canh.
mình để báo động. À, chỉ cần có báo động là cướp tiệm vàng một cái là mình phóng xe tới bắt liền tại chỗ, xuống lắp đạn coi. Rồi đạn rồi, lên đạn rồi các bạn ơi, đạn lên lên nòng rồi. Ok các bạn ơi, chờ đợi hắn ta có cướp không nha. Có vẻ như hắn ta không tính cướp hay gì á. Wait what? Rồi mình sẽ đi lên kiểm tra một tí. Hình như là hắn ta bỏ đi hay gì, hình như là trong tiệm vàng chả còn gì để cướp nữa, nó không thèm cướp hay gì các bạn ơi. Trong tiệm vàng tụi nó cướp hết sạch rồi, còn gì nữa đâu mà cướp. Trời ơi, mấy thằng này nó cướp hết sạch tiệm vàng rồi, còn có mấy cọng dây chuyền bên đây hả? À. Ủa cái gì nghe tiếng súng bắn vậy, vậy? Thôi cái này gấp rồi, cái này gấp rồi, cái tiếng súng bắn là gấp rồi các bạn ơi. Bật đèn lên. Cái này gấp rồi, cái tiếng súng bắn là gấp rồi các bạn. Bấm bấm còi cho tụi nó biết là mình đang gấp. Trời ơi, vậy giờ tối không thấy đường luôn á. Ê, xin lỗi người anh em. Trời ơi, trời ơi, lỗi tôi. Ai da, lỗi tôi, xin lỗi. Trời ơi, ông nội này ông điên quá bạn ơi. Có vụ gì bên đây vậy? Abraham hả? Abraham đâu có phạm tội đâu. Hả? Không có phạm tội nha. Người không phạm tội, người đàng hoàng. Thôi tắt đi. Người đàng hoàng mà mấy ông nội này làm quá quá. Nhưng mà mình thấy là có bốn đứa nó mới vừa cướp mấy cái tiệm gì á các bạn ơi. Ok bây giờ mình sẽ đi qua đây để mình mua bánh cookie. Để làm gì đó, bánh cookie nó bán như thế làm gì ta? Ủa đây bán bánh cookie mà sao nó không bán gì mình ta? Wait what? Ok được rồi, hay là nó nằm bên trong ta? Chắc nó nằm bên trong sở cảnh sát hả? Chắc không phải rồi các bạn ơi. Chắc là khi nào mà mình hết máu thì mình mới được ăn cái bánh cookie đó. Bây giờ chúng ta mới phát hiện được có khá là nhiều chỗ bị cướp các bạn à. Bây giờ chúng ta sẽ dịch chuyển đi qua bên đó nha các bạn nha. Chắc là mình sẽ mở. Ê, cái xe này hơi nhanh vậy. Hình như này là ăn cướp các bạn ơi, này cướp rồi, bật đèn lên. Này cướp chắc rồi. Tên gì? Madaremanare. Nếu mình, nó được làm cảnh sát thì nó là người tốt rồi. Vậy mà làm tướng cướp thì mở quá chị mở luôn anh đại con quỷ này. Thôi là bây giờ mình sẽ qua mình canh nha. Đi qua canh ngân hàng, canh ngân hàng tụi nó hay cướp ngân hàng lắm. Mấy nãy hay cướp ngân hàng, nó cướp ngân hàng nhiều tiền, hay cướp ngân hàng lắm các bạn ơi. Nè, ở đây có mấy chiếc xe nè, Đó là hay bắt đầu ổn. Ở đây có cảnh sát mà bạn sợ gì? Ok, ở đây có cảnh sát không sợ nha các bạn nha. Ở đây là cũng có mấy anh này, tụi mình lên xuống kiểm tra tình hình của mấy ảnh một chút các bạn nhỉ. Đấy, chào anh nha, anh cho tôi dừng xe lại tôi kiểm tra được không vậy anh? Anh bớt bỏ đi giùm cái nha anh. Anh xuống cho tôi kiểm tra coi là anh là ai. Nó bỏ đi luôn rồi các bạn ơi. Wait a minute. Nhưng mà khả năng cao mà nó chạy kiểu này thì nó sẽ là người tốt nó mới chạy kiểu đó nha các bạn. Chứ người xấu ít khi nào mà nó chạy chậm chậm vậy lắm các bạn ơi. Người xấu là nó phóng nhanh lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi qua tiệm vàng. Tại nãy mình thấy mình tiệm vàng có mấy cái chỗ mà chưa được cướp xong á, nên mình sẽ đi qua bên đó kiểm tra một chút nha. Đây, let's go. Nói chung là cảnh sát thì cứ đi tuần tra vậy đó các bạn. Tuần tra mấy thằng nào mà phạm tội là dí, hoặc là trên người của nó có vũ khí thì chúng ta cũng có thể bắt được luôn nha. Vòng kim cương mới hồi lại được có mấy cái à. Thôi bây giờ mình sẽ đi qua mấy cái chỗ mà bị cướp nặng hơn nha. Đi qua mấy cái chỗ bị cướp nặng hơn các bạn. Sẵn mình đi qua bên đó mình sửa lại cái xe của mình, cái xe mình còn có nữa cái mà. Đi lộn đường muốn bắt không? Mình có thể đo tốc độ mình bắt luôn nha các bạn nha. Nó bắt tốc độ luôn á chứ. Thôi mày này không gấp lắm cho nên là tắt cái đèn màu vàng đi. Bật cái đèn màu xanh này thôi để đi đỡ bị phạt đèn đỏ các bạn ơi. Phạt đèn đỏ trừ điểm. Rồi chậm lại đi qua đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đây sẵn rồi chúng ta sửa xe luôn nha các bạn nha. Có một anh cảnh sát ngoài đã gọi trợ cấp, trợ giúp gấp kìa. Nhưng mà thôi mình đang có nhiệm vụ khác rồi. Tàu quả tới hay gì vậy? Qua luôn sợ gì tàu quả. Ok vô đây kiểm tra coi cái chỗ này mới bị cướp nè các bạn. Hình như mình tới đây bây giờ là muộn rồi các bạn à. Cảnh sát nào cũng bị tới muộn hết trơn á. Rồi để xem sao nha. Ok tiền nó mang đi hết rồi các bạn ơi. Mình không có bắt được, mình không có lấy được cái tiền lại cho nhà nước rồi. Thôi đi tiếp. Giờ mình vô sửa xe cái đã. Làm nhiệm vụ thì tính sao đây, sửa xe trước luôn các bạn. Đi qua hôm nay bên đây cũng mới bị cướp nè. Đi qua đây kiểm tra luôn. Sẵn tiện trên đường qua kiểm tra coi còn cái đồng tiền nào nó bị rớt ra ngoài không, để mình lụm đưa lại cho sở cảnh sát các bạn ơi. Bật đèn pin lên coi.
Ok các bạn ơi, có vẻ như là tụi nó đã lấy hết rồi, không còn đồng cắt bạc nào lại nữa. Mà tụi nó lấy hết, nó không giữ lại bất kỳ đồng nào luôn. Tại vì mỗi lần lấy nó cũng khá lâu mà tụi nó dám để lại hết luôn các bạn. Mà tụi nó dám lấy hết luôn, ghê thiệt. Rồi vô sửa xe các bạn ơi, làm cảnh sát lương cũng được nhiêu, sửa xe hết đóng tiền luôn nè. Làm cảnh sát lương cũng được nhiêu mà sửa xe lần mấy ngàn euro không. Để coi lần này mình sửa hết nhiêu nha. 900 euro. Thấy không? Làm cảnh sát lương có nhiêu mà sửa xe hết tiền luôn. Đáng lý người ta phải tài trợ cho cảnh sát chứ nhỉ. Ok, thấy người ta bật đèn với bật báo hiệu dưới trời. Mấy cái vụ gì bật báo hiệu quá trời báo hiệu luôn các bạn. Emergency nè, là báo hiệu khẩn cấp nè, đang cần giúp đỡ nè. Thôi mình lại chỗ kim cương đấu quý tiếp. Vụ gì ngoài đây vậy, đi qua nhiều chuyện các bạn ơi. Hay là nó bu này quyền bày nữa, không biết có vụ gì bên đây nữa. Ủa sao vậy mấy anh, có vụ gì bên đây vậy? Có vụ gì bên đây vậy? Có ai đi bên đây đang đi bộ nè? Hú được. Rồi cái mấy anh niên này đang làm. Ủa bên đây mấy này người tốt vậy? Hép hả? Thanh niên này là gì? Đê Han hả? Để mình kiểm tra coi hắn ta có phạm tội không? Không có. Giờ chỉ có thằng Jum với thằng A3 đi Toa là nó phạm tội thôi nha các bạn nha. Vậy mấy người này đâu có gì đâu phạm tội. Phạm tội. Ê cảnh sát này bị khủng các bạn ơi. Này cảnh sát này bị bệnh lắm ơi. Có nhiều đứa cảnh sát nó bị khùng lắm các bạn. Có nhiều người thì làm cảnh sát tốt giống như mình chẳng hạn này, nhưng mà có nhiều người thì làm cảnh sát rất là dở nha các bạn nha. Thế cho nên là mình làm video này để đào tạo cảnh sát các bạn. Vô làm cảnh sát là làm đàng hoàng nha các bạn. Vô là nói financial làm cảnh sát phải làm đàng hoàng á, chứ làm dở không được đâu nha. Rồi bây giờ đi qua tiệm vàng đó, coi bên tiệm vàng có gì nguy hiểm hay không, bắt cướp bên bển nè bạn ơi. Mà nãy giờ chưa thấy đứa nào cướp tiệm vàng. Ủa can you bring me to Adak hả? Ủa mình làm cảnh sát chứ mình đâu có làm taxi đâu ta. Ai có đứa cướp tiệm vàng các bạn ơi, có đứa cướp tiệm vàng. No, thôi khỏi đây ông ơi, tôi đang làm nhiệm vụ gấp mày ông ơi. Này thằng này thằng nào lên xe mình nó kêu là mày có thể chở tôi tới chỗ sửa xe được không á? Không có đâu bạn ơi, mình đang gấp mày bạn ơi. Đang gấp rồi, bỏ đi cho ngồi ké vậy thôi. Cho ra khỏi xe đó bye bye. Kim cương vẫn còn nhưng mà cướp đâu rồi? Cướp chạy rồi. Hình như cướp chạy rồi. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ còn quay trở lại đó các bạn. Mình nghĩ nó sẽ còn quay trở lại thôi, để mình giúp anh này một vé đi. Lên xe cho anh một vé nè. Hình như mình sẽ chở nó lại cái chỗ làm việc của nó. Tại vì cái anh này ảnh đi quá xa, ảnh đang cần quay trở về cái chỗ làm việc của ảnh các bạn ơi. Thôi rồi để mình giúp ảnh nha. Mình là cảnh sát thì phải giúp tất cả mọi người chúng nó các bạn. Nhưng mà cảnh sát đâu phải bắt cướp không đâu. Thôi là làm người tốt bữa nha các bạn nha. Sẵn đi qua nó đổ xăng luôn cái xe, còn nửa bình xăng rồi, lỡ thằng nào cướp nó chạy ghê quá dí không kịp bạn ơi. Dí hết xăng. Rồi làm việc tốt luôn. Trời hôm nay anh đi làm việc tốt quá trời tốt luôn. Ủa gì bu đèn đóng vậy? Vì gì bu đèn đóng vậy ta? Bu đèn quyền bày luôn bạn, không biết làm gì đây. Không biết làm gì quyền bày ở đó, làm gì cũng biết. Thôi giờ chở này anh lại chỗ sửa xe của anh cái giúp ảnh cái. À, ok các bạn ơi, sẵn là lát nữa vô đây đổ xăng luôn nha. Xe hết xăng rồi, còn có nửa bình xăng rồi, còn có 24 lít xăng à. Ủa lộn, này chở vô bệnh viện mà, chở vô bệnh viện mà, chở vô nhà thương điên luôn. Cha này bị điên rồi. Nãy xe không biết hắn ta để đâu mà giờ hắn ta bắt mình chở nó bạn, khổ thiệt chứ. Làm cảnh sát mà từ khi nào mà trở thành taxi lúc nào tôi không hay. Hey, it's pretty good. Hey. Anh gì ơi, anh làm gì anh bỏ chạy vậy? Bỏ chạy là có vấn đề rồi các bạn ơi, bỏ chạy là có vấn đề rồi. Bỏ chạy là có vấn đề rồi các bạn. Anh ơi. Anh ơi em nói nghe anh ơi, đừng chơi trò này anh ơi. Ủa? Người tốt bỏ chạy. Làm tôi bắn vô luôn trời ơi, khổ thiệt chứ. Kiểm tra coi thằng nào là tội phạm nè. Ok hiện tại là không ai tội phạm hết các bạn ơi. Vậy mình tưởng người xấu là mình bắn 2-3 viên rồi vô. Trời. Ê người tốt mày đứng yên cho tao kiểm tra đi. Người tốt bỏ chạy. Quái trướng thiệt chứ. Người tốt bỏ chạy là không biết bắn vô bị trừ điểm rồi kìa. Cày, cố gắng cày điểm kinh nghiệm mới được lên làm cái sát trưởng mà nó làm vậy với mình á. Ôi, nè anh chạy ghê vậy anh. Anh ơi, biết chạy xe em vậy. Nè, súng chỉ anh đầu sẵn nha. Biết chạy xe em vậy. Nhưng mà hình như có vẻ ông này là người tốt các bạn. Ok, ông không có vi phạm luật lệ gì hết. Thôi, không vi phạm thôi. Thôi đi tiếp, sorry. Ông xuống, ông nói sorry.
bỏ xô đi là được, đi ngược chiều lỡ tông chết người sao mà xô đi, lúc đó xô đi đâu không kịp đâu nghe. Thôi đổ xăng rồi đó, hết xăng rồi đi đổ xăng các bạn ơi. Đi qua đây hình như tiệm xăng bên đây nè. Muốn nghe gì bắn lộn bên đây ghê vậy, mấy ông cảnh sát bắn ghê quá đi. Mấy ông cảnh sát là bắn tùm lum hết đó, vậy bắn không biết khi nào cũng bắn hết trơn. Nó là từ từ, như vậy là mình lại mình sợ cảnh sát, như lại mình về đó mình gọi là mình lắp đạn, cảnh sát thì lắp đạn miễn phí không có tốn tiền nha các bạn nha. Bây giờ sợ cảnh sát lắp đạn cái đó hết đạn rồi. Đi luôn, cảnh sát phá lệ đi luôn, bật đèn khẩn cấp là được đi mà, sợ gì, ố xe mắc kẹt là gì. Đấy, bật đèn cảnh sát là được đi như điên đó bạn, không phải làm không sợ gì chứ, cái nhiệm vụ mà. Người ta đang làm nhiệm vụ mà về sở cảnh sát cũng tính là làm nhiệm vụ nha các bạn nha. Hiện tại là hiền quá, ai cũng hiền á, tại vì biết sao không? Trong đây là có anh Jay làm cảnh sát rồi, sợ không dám làm gì hết, hiền. Chứ ví dụ mà không phải anh Jay làm cảnh sát là tụi nó phá rồi. Đi ra tôi vô tôi lắp đạn này coi. Lắp đạn lại súng lục nè, đó, lắp đạn phí không tốn tiền nha các bạn nha. Rồi bây giờ ở đây nó có một vài món đồ mới nè các bạn, thì các bạn phải có kinh nghiệm các bạn mới mua được nha. Ví dụ như là cái cây MB5 các bạn. Rồi cái cây G36, mấy cây này là bắn răng nha nè. Nhưng mà muốn gói được mấy cây đó thì cảnh sát chúng ta phải có kinh nghiệm mới được sử dụng nha, chứ có tiền cũng không được đâu các bạn ơi. Ở bên đây thì mình nghĩ là mình sẽ kết thúc nghề nghiệp của mình tại đây. Ok, vậy là bây giờ mình không làm cảnh sát nữa nha các bạn nha. Mình đã trở lại làm một người dân bình thường rồi các bạn à. Vậy là ngày hôm nay mình mới vừa cho các bạn thấy là làm cảnh sát có vui không các bạn. Làm cảnh sát sẽ rất là vui nếu chúng ta gặp những đứa tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà hôm nay thì mình thấy mấy đứa tội phạm hôm nay nó khá là ngu ngốc các bạn à. Cho nên đáng lẽ mình nghĩ là mình nên đi làm tội phạm luôn cho rồi, đúng các bạn. Ok thôi rồi, tạm thời video của mình sẽ kết thúc tại đây nha các bạn nha. Mong là các bạn nhớ cho cái video này của mình một nút like nha. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Các bạn nào muốn chơi cái này với mình á thì mình sẽ mở một cái server chúng ta các bạn fan mình vô chơi chung với mình nha. Các bạn đồng ý không? Đồng ý thì bình luận chữ em đồng ý ở phía dưới nha các bạn. Rồi, nhớ cho video nút đăng ký kênh. Bạn nào có nhu cầu mua đồ bất giá rẻ cứ lên ngay gregroblog.com. Còn bây giờ thì cái video kết thúc rồi các bạn ơi. Trong game này các bạn có thể dùng robot để mua gọi là mua tiền nha các bạn. Và từ khi có tiền các bạn sẽ mua được siêu xe, mua được súng xịn nha các bạn nha. Ồ có mấy đứa vô nó cướp ngân hàng á bạn ơi. Đâu ghê á, cảnh sát bu đông vậy mà dám cướp ngân hàng luôn hả? Mà nào có gan vậy? Trời ơi, đi chạy nhanh quá bị phạt các bạn. Cay thiệt chứ. Bây giờ mình lại mình đấm vô cái cửa kiến này một cái thôi nha. Mình chỉ cần đấm vô thôi. Các bạn muốn đấm vô cửa kiến là bấm chữ F nha. Đấm vô cửa kiến này một cái thôi là mình bị bắt liền. Cảnh sát nó bu đây đông lắm đó. Nãy canh sẵn nè, bắn đi. Có phạm tội đâu mà bắt. Tài ơi, mấy anh cảnh sát này không biết chơi. Được rồi, bye bye các bạn nha. Còn lại các bạn có video ngày mai. Bye bye.